Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, Bộ Công Thương cho biết giá xăng A95 nhập từ Singapore rất mạnh chỉ còn 112 USD một thùng. Mức giá này tương đương với ngày 24 tháng 2, khi đó giá xăng trong nước ở mức 25.322 đồng một lít. Chỉ còn 3 ngày nữa vào ngày 21 tháng 7 tới là giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trong suốt 10 ngày qua, giá xăng nhập liên tiếp hạ giá mức kỷ lục. Vì vậy, giá xăng trong nước chắc chắn sẽ giảm mạnh nếu như cơ quan quản lý nhà nước không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá xăng giảm mạnh nhờ vào giá dầu thô toàn cầu tiếp tục rớt dưới vùng giá dưới 100 USD một thùng. Cụ thể, sáng nay ngày 18 tháng 7, giá dầu thô WTI trên thị trường thế giới giảm còn gần 96 USD một thùng, dầu Brent cũng về mức hơn 99 USD một thùng. Theo các chuyên gia, giá dầu hạ nhiệt vì thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nguồn cung dầu nhờ vào chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ đến Ả Rập Xê Út. Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách nghiêm ngặt chống COVID-19 khiến nhu cầu dầu giảm mạnh. Đồng thời, nỗi lo suy thoái kinh tế tiếp tục là đòn giáng mạnh lên giá dầu. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.